Rồi tiếp theo thì vẽ tới lên trên tường. Lên trên tường thì mình để cái hình nó thẳng vậy nè. Để hình thẳng vậy. Rồi lít đôi vô cái tường này. Chọn từ trái qua phải này không? Để từ trái qua phải. Rồi khi chọn từ trái qua phải thì nó sẽ chọn hết cái vùng đáy của cái tường này. Mình bấm đến chấm M, bấm chữ Ctrl, bấm phím Ctrl di chuyển lên trên, bấm mũi tên lên để khống chế trục Z đó, gõ vô 100 đó, nó ra được cái len tường. Thì chỗ nào lồi mình mới boost ra thôi ha. Đây nè, boost ra nè, ở cái B đây nè, B boost ra là len tường vậy 10 thôi ha, 10. Rồi còn lại lít đôi hai cái là nó hiểu hết, lít đôi hai cái ha, ở trong nội thất thôi nha. Đây, lít đôi hai cái nào, nó đang vậy, lít đôi hai cái chỗ cửa được, có lít đôi nha, tại cửa nó sau này mình lắp vô mà. Nhớ hai bên cửa đừng có lít đôi vô, cái đó dừng rồi rồi đôi vô đấy, đừng lít đôi lộ cái tường đó, cái đôi vô ha. Zoom extend xin gần vô, ok vô trong nhà rồi. Ban đó rồi, lít đôi hai, bấm đi B, lít đôi hai cái, lít đôi hai cái, nhớ cái đây cửa là không có làm. Ban đó lít đôi hai cái, lít đôi hai cái, lít đôi hai cái, nếu mà ấy thì sáng được chỗ này nè, ráng mình chích vật liệu nó không bị giới hạn. Rồi B lít đôi hai cái, nhớ sáng ở chỗ này luôn nha, sáng ở chỗ giao nhau nè. Này đó mình tô vật liệu nó nhanh chứ gì, mình chích vô cái nó hiểu hết. B lít đôi hai cái, lít đôi hai cái, E xóa, B lít đôi hai cái, E xóa, E xóa, xoay qua tiếp, B lít đôi hai cái, lít đôi hai cái, E xóa, B lít đôi hai cái, E xóa, Shift Z và Zoom. Ở đâu nữa? Rồi B lít đôi hai cái, E xóa, E xóa, Shift Ban, E xóa, Shift Ban, Shift là Ban, Shift là Ban, E xóa, Shift Z và Zoom Extend. Rồi cái đâu nữa không? Đó rồi đó. Cái chỗ này hình nên xóa đi nè ha. Rồi giờ mình đổ vô liệu làm biết đi nè. Đổ nó nguyên liệu một cái gì đó. Ở ngoài là sàn gạch, nên nó là đổ gạch. Vô cái phần là tay nè, gạch này ha, rồi đổ đại viên gạch ở đó lại đi đây ha, đó trên đổ đây không, đó đổ đây là nếu mà chọn hết nó chạy hết qua luôn thấy không, nó không bị giới hạn nó chạy qua. Đó, nó chạy qua quẹo đây luôn thấy không, cái tô đại nha, không cần vật liệu là chính xác đâu, tại vì sau này là mình áp vật liệu ra mình cũng sửa nhưng mà nó mình phải tách vật liệu ra vậy trước để qua bên đây mình chỉ cần chích và sửa thôi là xong. Nếu mình xóa mấy đường nó nhỏ không thì vật liệu mình đổ cho bề mặt nó chạy hết vòng vòng đường vòng vòng nhà luôn.
này thì có miếng sáng này đi, sáng này đi cho lúc qua xếp nhét. Đây quên bút ra là bút 10 B B E Shift Z B B B B E anh nhắn gì cho mặt đáy hả Nghị? Mặt đáy thì dễ lắm, quay cái mặt đứng lên vậy nè, cái cách chọn á là mình quay đứng lên, quay nè, quay nằm ngang vậy nè, đó quay quay nằm ngang vậy nè. Còn nếu mà khó quá thì vô camera, vô là parallel projection, bấm vô cái tầm nhìn, mấy tầm nhìn này nè, front left gì đó bấm vô, phải không, lệnh thẳng vậy. Giống như giờ thì chọn cho là nha, chọn muốn chọn cái đường trên đúng không, thay vì chọn đường dưới nãy thì chọn rồi, giờ chọn đường trên là chọn từ trái qua phải đó. Nhớ là mình phải để tầm nhìn đứng nè, camera nè, parallel projection nè đó. Còn không để cái parallel projection cũng được nữa, miễn sao xây thẳng vậy nè, mình mới chọn dễ. Xây thẳng bằng cách bấm vào mấy nút này nè, front left run nè đó, cái đo vô đúng không, chọn nè, chọn từ trái qua phải, thấy không, quay lên nè, thấy không, nó chọn hết cái đáy này không, rồi copy xuống. Thay vì nãy mình copy lên hay copy xuống 100 đại khái vậy đó. Đó, cách chọn là vậy, quay ngang lại chọn được một lúc hết rồi. Nhớ là trả camera bơ bê still lại cho dễ nhìn rồi, nghĩ làm theo vậy là được nha Nghị. Ở đây mình phải ngắt ra nha, tại đây cửa ở trong phòng ngủ là cái nền phòng ngủ nó khác, nền sàn gỗ nên mình ngắt ra, bấm chữ T, bấm cái cạnh này nè, kéo qua đây, kéo qua ha, kéo tới đây nè, đó ngắt cái đó đó, bấm L, nhớ lít đôi vô nha, bấm L bắt vô cái lưới đó, đường lưới đây nữa không, kéo ra, kéo xuống, tóc ra vậy đó ha. Để sau này sàn cho này sàn khác, sàn đây là sàn gỗ, sàn gỗ tô gỗ luôn nè, tô gỗ để cho dễ không bị ra cuốt tô đại hả nha, không cần lấy chính xác đâu, lát sau này mình sửa hết rồi. Đó, phía trong là sàn gỗ ha. Mấy không ngủ là đều sàn gỗ nha. Rồi lít đo vô boost nha, boost boost 10 lít đo vô 10 bấm cái e sáng này đi, sáng này đi boss, sáng này đi. Boss, cái này là sàn vệ sinh nè, đúng không? Sàn vệ sinh cũng phải tách nền, sau này cũng tách nền ra đó. Trước mắt là cái này chưa đi nha. Rồi E, rồi B, B, B đó. Rồi đi chứ. B, E, B, B này B bò, một cái B phở là choose, B bò là tô liệu, B choose, E cái đường biên, B bò là tô liệu, B push, B phở là push, E B bò là tô liệu. À, gì đó. Rồi câu tiếp, câu tiếp bấm chữ E, sao đừng nói đi. Rồi câu tiếp là B, B đó. À, xong một cái lên tường của cái phòng ngủ. Rồi qua tới chỗ khác tiếp, còn hai phòng ngủ này nữa.
thôi ha, mấy bạn cứ boost thôi, không làm gì hết, boost là tô thôi. B lít đo hai cái, lít đo hai cái đó, rồi xóa E rồi cái B đó tiếp tục B lít đo hai cái, lít đo hai cái, lít đo hai cái E E B tô 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 một cái B boost, một cái B tô tiếp tục vật liệu rồi tiếp tục chọn boost lít đo hai cái bấm chữ B tô E xóa này đi chữ B tô đó. Rồi phòng này nữa. Ủa cái này có phòng này nữa này, nhà này có 4 phòng ngủ rồi ta. Không có này vệ sinh độ nhầm. Vệ sinh nè. Đo vô ha. B, lít đo hai cái, lít đo hai cái. E. Xóa. B luôn, to luôn, to luôn, to luôn. Đó cái gì đây. B lấy đâu hai cái, lấy đâu hai cái. E xóa. B bò tô. B lấy đâu hai cái. B bò tô tô. Xin chết luôn. Xong luôn rồi, không nữa. Ok ha, hai ngủ xong luôn lên tường, đúng không? Hai ngủ xong rồi nè. Cái gì đâu đây, còn sáu cái này. B, chúng ta hai cái. B bò, cho bấm chữ E xóa này đi. Ok. Rồi cái vệ sinh đấy thì cái lên tường đó, cái này vẫn có nè, cái này là phòng phơi đồ vẫn có lên tường ha. Vệ sinh thì nó cao 24 nha, không giống như lên tường đâu. B cái chỗ đây là gạch ha, không phải là gỗ nha. Rồi E này để giao nhau, phòng này là không có sàn gỗ, phòng này là phòng giặt, giặt phơi. Rồi cái này đừng có xóa, tại tắt ra mà. Này cửa bước ra hả ta? Cửa này cái này không bút nha. Nhớ nha, cửa ra này không bút. Này đang lộn nhầm nè, bút nhầm nè. Cửa ra không bút. Đó. Cái này sẽ mất cái nắp rồi, à giữ có đi. B, bấm internet thích vô cái này. Để đây là gạch. À, đây là gạch. Rồi còn gì đâu, vệ sinh chỉ còn vệ sinh thôi, vệ sinh là K24 ha. Vệ sinh bút ra B bút đôi cũng cho về 10 luôn ha. 10 thực tứ nó không có 10 đâu nha, 5 ly à. À 5 ly cho không ai vệ sinh nó chừng lắm, cái gạch men mà nó mỏng nó không có dày. E rồi bút lên tiếp. Cái này là 24 lượng, người ta mới 100 thì thêm 2.3 nữa. Đó, 3. Rồi cộng này A boost. B lít đo 2 cái. Ê. Lít đo 5 ly thôi, 5 ly thôi. Ở đây mới là 2.3 nè. Đấy. Không được. Đây là 2.300. Đấy. Boost ha. 5 ly. 5 ly. Rồi cái này xóa mình đi. Boost 2.300. Shift Z. Đây thêm phút. Rồi cứ biến này xuống. Còn cái này nè.
em mở control cái đi từ em bọn này xuống bọn này mở lên bút thôi bút lắp qua này luôn gạch men mà men phải lắp qua này luôn ha mình e thôi rồi muốn ấy thì tô màu khác cho phân biệt ra cho dễ tay ha ở đây tô đại cái này đi đó tô đại này đi ha nhớ phủ lên đây luôn nha chị e ăn đi tô đại này không chỉ là chính xác đâu chỉ một cái của cái này là tách nguyên liệu thôi không từng đẹp chỉ từng chính xác đó enter ha rồi một cái còn cái vệ sinh nữa còn cái vệ sinh nữa là đâu của con cái hả ở đây chứ b lít đo hai cái không được lít đo năm thôi năm ly thôi gạch men có năm ly thôi rồi xả đi bút lên 2003 anh chị b tô cạnh này rồi cái này cứ đi qua cạnh này cạnh nhỏ rồi nha còn cạnh nhỏ là m cầm cho cứ đi từ end point này tới đây rồi bút lên thôi bút bút lên tới đâu tới từ luôn rồi bên này cũng có rồi bước qua năm ly rồi sáu này đi à nhớ đây có cửa sổ nó khác nha cửa sổ phải giới hạn lại cho không bị dính vô cửa sổ rồi vẽ cái bấm chữ T rồi cái này ha tiếp rồi cái này giới hạn lại đây đó chứ không lúc mình kéo này lên mình lắp cửa sổ mất nha rồi bấm nè chọn mặt nha bút lên tới đây thôi nha em vậy b lít đo hai cái đó nó lên đó nó là gì á cao tới đó thôi rồi phần cao chia là tính sao thấy có chưa có rồi nè b bút lên 2003 chữ B to luôn to luôn chữ I nữa đi này chữ to hạ B to luôn này nữa nha B nhầm kéo ra 5 rồi mới 2-3 sao 2300 B tô tô luôn rồi khúc này thì sao khúc này còn thiếu thiếu thì làm thiếu sao này đi để đi 22 mà đúng không rồi vẽ một cái đất tăng từ endpoint này tới endpoint này push 5 push 5 ở bấm chữ B go rồi share lại nhớ share lại ha đó xong rồi đó ha tư hết rồi ô cái này hơi cao nè mình đã cắt ngang lại bây giờ mình cao vậy cái like đó cắt nó lại ha như là nó từ đây đến đây đó chị biết đi chị biết đi chị biết
có gì xa trong đây à, do lắp cái này nè đi 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 quên ngoài cái từ nó méo mà đâu dễ ra được 2m4 đi 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 này mình sẽ lai qua đây nè để tắt cái mặt này ra lại như cũ rồi đó b 2m tiếp vô đây tiếp vô đây ha làm như cũ lại còn bên đây mấy cùng lên nè b cũng lên đây ha mình bút ra 10 luôn bút ra 5 đi chứ không còn bút b b gì hết ăn rồi e đó em rồi đó là ở quên còn ở đây nữa cái này đây luôn nên mình chưa bút ra rồi bếp tăng từ đây qua đây rồi bút 5 ly b đồ b internet đồ E bus năm đây luôn đi vô đây B E đó rồi đây nhà vệ sinh rồi hôm bữa mình dạy cái nền rồi nhưng mà bây giờ mình tắt cái nền ra edit in highlight đó nền nè không nền 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 nguyên cái khối nhưng mà trong khi cái nền vệ sinh riêng rồi nền phòng ngủ riêng giờ mình tách ra ha đó là cách đồ theo thôi đi đo vô vậy nè đi đo vô ha đi đo vô cái nền nha đi đo vô để cái đất tăng bấm đây từ góc này nè bộ đồ theo bấm cái tăng cho lẹ ha nhanh đó tăng nhanh hơn ha đó rồi nó tắt là chưa đó tắt là không dính nào không dính nào hết này không khi mà nó không dính cái nào á thì mình bấm chữ B mình chọn cái nền là wood đó một cái nó cứ theo chiều nào cái đó mình không quan tâm ha cứ dễ xong cái nền phòng ngủ mà là xong rồi rồi dễ đặt tăng tiếp rồi có chữ B tô thấy không à, mình nhớ là không dễ riêng nha dễ vậy giờ đó đó là còn ngủ nữa còn ngủ này nữa ngủ theo phức tạp ngủ phức tạp thì mình dễ đồ theo thôi đầu theo nha để từ line đây em là bấm đây này không kéo qua rồi tới đây rồi kéo ngang qua đây rồi kéo qua tới đây rồi tiếp tục kéo qua tới đây kéo qua tới đây rồi cũng nhỏ lại kéo qua tới đây tiếp tục quay qua tới đây cái này mình nên zip lắp còn mình nên zip lắp qua kéo qua tới đây rồi kéo qua tới lại đó không tắt ra khi tắt ra bấm chữ B đó chỉ ra ha rồi tiếp tục à, phòng toilet toilet tắt ra toilet vuông dễ rồi ha đó là giờ bấm từ đây nè đúng không cái đây luôn rồi sẽ ra đó bấm chữ B sau đấy thì cái gạch khác ha gạch nền thôi thay chọn cái gạch đại nào đó được ha gạch này ghê quá gạch này đi đó rồi ở à, đây cũng là cái toilet cái này sau ở cái cửa ở đây cũng dung dứt nè đánh tăng từ đây
thằng đây à, nhưng nó còn khúc này nữa nha, khúc này nè, kéo vào khúc này luôn, delete, bật cái B đó. Oh. Rồi ở bên đây à, còn lại là cái gạch kia thôi à, còn lại là cái gạch gạch 600%. Rồi tôi lại chọn lại cái gạch nào đó thôi nha, không cần chính xác đó, còn lại thôi để cho nó tắt cái nền là được rồi đó, vậy đó ha. Rồi ok, gì đây, đây có đường đếm đây không có tìm cái đường đen này đi, tìm cái đường đen này đi. Rồi tắt nền ra đi nha, tắt nền xong giờ tới cái phần chân, nền xong lên tường xong rồi tới chân, chân đen cửa chứ đi chân đen sao, cửa thì các bạn vô 3D warehouse ha. À, mình import cái file nó vô cho dễ ha, import nó là OC output nó dễ thấy đâu, qua một lời cái gì đó ai chân đen import vô ha. Rồi để đây đi, scale lên đó. Rồi ở đây chừng rất là đơn giản là chừng thẳng không à, không có gì ấy đó, chừng thẳng thôi ha. Ở đây nè, nó có cái trường hợp duy nhất ở đây thôi. Rồi này nó cũng không trong một thước luôn, không có thước nhưng mà nhìn mình dự đoán được. Thứ nhất là bề ngang nó bằng cái toilet này nha, bề ngang mà toilet thì đương nhiên cái này hình vuông nè, thì bên này cũng ra bằng luôn đó. Còn cái mép từ đến đây nè thì mình thấy là cái tường này 100 đúng không, mình vẽ 100 thì cái này từ 300 đến 400 không chạy đâu hết à. Rồi à, đâu vậy, đầu tiên á là mình vô bảng laser task nè, thấy không, nhỏ này lại đi à. Rồi tạo bằng là trần đèn, ở đây là tên là trần ngàn. Rồi sau đó mình ồn quá, cái nhà cái bên nó sửa ô máy ồn quá, trần đèn rồi bến chỗ đây ha, mình để cái trần đèn hiện hành ha. Rồi giờ vẽ chân, vẽ chân thì do trần phẳng mình vẽ một cái tăng đi chen dưới cái nền, không khác nhau hết, cái tăng đây rồi cái tăng ha, để cho đây luôn đó, boost nó lên chậm đó, rồi bấm 3 lần hãy rút nó lại, rồi nhớ mua xuống, tại cái này mình làm cả 3 mét nè, em mua xuống còn 28 thôi, 200 đó, nhớ không, nhớ 28 không, tại vì hôm trước đó là cái chừng mình coi trong cái chung cư này nó cao 28 nè ha, mình mua xuống 200. Rồi lít đo vô đây, vẽ một cái rét tăng để mình cắt cái này đi, cắt cái thừa đi, bấm hường dao này, thấy không, ở đây à, đó rồi bút nó xuống, bút nó xuống để vô đúng cái cạnh này nó mất nhau đó, để chừng cái dài gì đó. Rồi cái toilet này bấm từ đây T, từ đây này nhiêu 2m2 này, thấy không, vậy mình vẽ cái hình vuông 2m2 thôi à, nhưng mà mình cái bát dính đây nè, vẽ hình vuông ngoài trước đó, mình vẽ trong rất sao ha, vẽ luôn ngoài trước đi. Rồi gõ vô là 2200 đó, vậy đó ha. Rồi bấm 3 lần mua nó ra, mua ra là 300 đó, mua ra 300 là giống cái hình kia rồi đúng không đó. Rồi nhưng mà cái này là cái vẽ bên ngoài cái đúp, là bây giờ vẽ bên trong đúp nè, lít đo vô đúp này đó, mình có cái này để mình ước lượng được rồi, vẽ vô đúng theo cái hình này thôi đó, không. Rồi bấm đây, bấm boss đẩy xuống, gõ vô 100 xong là nó lủng rồi, nó lủng xong ra là rút lại sáng này đi, bấm 3 lần sáng này đi, thấy không, nó lủng thấy không đó, là xong cái phần cái chừng lõm đó. Rồi tiếp theo mà cái này muốn an toàn cho chừa 400 đi ha, 100 nhìn kỹ lại coi nha, này không, cái này 100 300 nè, nhìn kỹ lại này coi, phải 300 không, từ này là 100 nè, đây 100 đúng rồi, cỡ 300 mà không hơn được đâu,
400 luôn, không hơn được 400. Cho 400 đi an toàn, tại vì thường 400 an toàn hơn, để mình để cái đèn cho dễ, sau này có để cái đèn đó rõ tường cũng dễ. Bớt ra đây 100. Rồi, boost ra đây 100 nữa. Ở đây nó boost ra đây 100. Đó. Rồi, tiếp theo á thì mình vẽ cái nắp che lại bằng cách là mình vẽ trong trời luôn ha, bấm 3 lần vô đây, chọn một cạnh nè, hai cạnh nè, ba cạnh nè, bốn cạnh nè, bấm chữ F, offset nó ra là 200. Rồi tiếp tục chọn cái cạnh này nữa, F, chọn cái mặt á, F offset ra tiếp 50 thôi, được rồi, không cần nhiều à, làm cái hộp lên á, cái hộp này dựng lên 100, push lên 100. Đấy, cái hộp lên 100 ha, để làm gì, để đèn hắt chứ gì đó ha. Rồi sau đó thì mình vẽ cái đèn hắt chứ đi, để sau này đỡ mất công phải ấy ra, vẽ đèn hắt luôn ha. Vẽ một cái tăng. Rồi offset ra 100, hết ra 100. Đó, rồi bấm 3 lần. Xóa này đi, đó giữ lại cái này thôi ha. Thế này mình làm cái đèn hắt thì mình làm cái đèn chữ nhật cũng được đó. Rồi chọn này đi, chọn này offset ra, chọn này ha, bấm offset ra chừng 40, F offset ra 40 ha, không cho đẩy ra. Rồi offset lại nè, F 40 đó. Rồi xóa mặt trong này đi, clip bước cái này lên, bước này lên cũng 40 luôn, 40. Rồi bấm 3 lần mắt rớt nó à. Rồi nhớ di chuyển lên tí xíu, em di chuyển hỏng á, nó hỏng hỏng cái nền tí xíu, hỏng lên chừng 20 cũng được rồi, 20 đừng cho đụng vô cái trần như vậy đó. Rồi tô cho một cái màu khác, material color name màu vàng đi, đèn hát trần màu vàng đây ha, cho màu khác đó, nó làm cái đèn hát trần như vậy đó. Rồi còn đây mình vẽ cái nắp che lại, rectangle đó, bút lên 50 thôi, được rồi 50. Rồi bấm 3 lần ngay lúc đó, đó là xong cái phần chân. Xong mình vẽ đèn sau ha. Rồi bấm hai cái này đi để cho mấy bạn vẽ trước, hai đó, xong phần chân ha. Còn trong caps lock